Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn của mình khám phá tới game đầu tiên nha. Slender Dina, The School. Vào đây, let's go. Ok, và mình sẽ sang dãy hành lang bên kia. Let's go. Đây là phòng ăn. Món đồ thứ năm. Chuyện này không có gì, ok. Và bây giờ thì mình sẽ xuống dưới cùng. Thank you.
vòng. Hóa ra là con ma này chính là một con kia. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ hai. Xin đến here. Bật lên. Còn một bức ảnh nữa, bây giờ mình phải chờ ông ta đến gần. Để ông ta đi được nào. Đây rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang đến game thứ ba, Granny Chapter 2. Let's go.
I see you. Where are you? Oh my God. Wow. Không có đường chạy luôn. Chưa đây. Mình sẽ ráo nữa ở đây ta. Oh my gosh, let's go. Oh my God, wow, bị bắt rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Stickman, Equip Line. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thực hiện thần làm. Vào lên, let's go. Ở thời game này các bạn sẽ phải đi tìm 20 chiếc túi. Khi đủ 20 chiếc túi thì các bạn sẽ được thoát khỏi đây này. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ phải dừng cô ta đi cùng. Sau đó thì mình sẽ lên lên tầng 2. Bên trong này có đủ không? Làm cái nữa thì chưa chắc đã đủ. Bắt buộc khéo này mình phải đi tìm thêm thôi. Ở đây xong còn mấy cái. Đây có 3 thôi. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Senandorina 2D. Phòng đầu tiên.
Oh my gosh, see you. Mình sẽ mở cánh cửa này. Đường điện. Sau đó các bạn chuyển xuôi vào đây và tìm tiếp nha. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Glow House. Một gã hề, tiêu diệt ông ta. Tiếp tục. Oh my gosh. Ở đây các bạn sẽ tiêu diệt những anh chàng hề ở trong ngôi nhà này. Wow. Đây không có gì. Chỗ này là cái gì đây? Tiến sâu bên trong. Một cánh cửa không mở ra được. Phải tìm một thứ gì đó trong này. Có thể đây là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa này. Mình sẽ thử mở xem. Ok, chọn đó. Sau đó tiếp tục tiêu diệt anh chàng này. Nếu các bạn chậm một bước, ông ta sẽ giết các bạn ngay. Ok. Và tiếp tục nào. Đi sâu bên trong. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. SCB, Silent Hill. Let's go. Thank you.
xe. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Let's go. Ta lại nhìn thấy mình rồi. Lại có lại không? Ở đây thì mình sẽ tiếp tục phải đi tìm một tấm bản đồ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến cái tiếp theo, đàn đi cho toàn. One day. Let's go. Ok. Ok.
My Gosh. Rõ là mình đi sát vào đây mà vẫn bị dính. Cái này thì chắc chắn 100% các bạn phải bị ông bà ta bắt mất, vì các bạn sẽ không thoát được khỏi đây. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Slender Rising. Ok, và ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 8 bức hình tất cả. Và làm sao để các bạn tránh gặp Slenderman, hoặc là các bạn có thể đi những đường to rộng để khi ông ta xuất hiện các bạn còn chạy được. Mình đầu tiên. Bình thứ hai, ok. Wow, chúng ta đây rồi. Không chạy được lổ. Oh my gosh. Mình đi vào ngay có ngó cụt, cho nên không thể chạy được. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Tựa game này thuộc của hãng Nivelops. Let's go. Một chiếc chìa khóa của đu cây. Wow, rơi luôn xuống đây, không hiểu tại sao, lý do là gì. Oh my gosh. So, ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.